Huỳnh Anh bức xúc và gửi đơn tố cáo đến công an để điều tra kẻ tung ảnh nóng. Sau nhiều ngày im lặng, nam diễn viên cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì bị chế ảnh nóng. Những ngày qua, Huỳnh Anh liên tiếp gặp scandal. Vụ Huỳnh Anh tự ý bỏ ghi hình khiến Việt Hương bức xúc quay clip mắng chưa kịp lắng xuống, thì trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số hình ảnh nhạy cảm được cho là của nam diễn viên. Những hình ảnh này của nam diễn viên không rõ mặt, khỏa thân hoàn toàn. Tuy nhiên thanh niên này có nụ cười và hình xăm con bọ cạp ở hông, rất giống với Huỳnh Anh. Những tài khoản đăng tải này cũng khẳng định đây là nóng của Huỳnh Anh khiến dư luận xôn xao. Khi loạt ảnh bị phát tán, Huỳnh Anh hoàn toàn giữ im lặng. Tuy nhiên mới đây anh đã có phản hồi về nghi vấn này. Huỳnh Anh cho biết lúc nhìn thấy những ảnh này, chính anh cũng rất bất ngờ. Nam diễn viên cho rằng hai tấm ảnh nói trên là sản phẩm từ một ứng dụng ghép ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt là ghép mặt người. Ứng dụng này được viết và phát triển bởi một hacker nổi tiếng, được phép sử dụng rộng rãi và miễn phí. Huỳnh Anh nói rằng anh tìm hiểu thông tin trên mạng và được biết ở Việt Nam còn có dịch vụ ghép mặt của bất cứ người nổi tiếng nào trong một phút với giá 5 triệu đồng. Tôi không nghĩ công nghệ của chúng ta lại cập nhật nhanh như thế. Tôi chỉ có thể khẳng định đây không phải là Huỳnh Anh. Hạ thấp thanh danh của người khác không phải chuyện hay ho gì cả, nam diễn viên nói. Huỳnh Anh cho biết đã gửi đơn tố cáo với C50, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Anh khẳng định đây là một vụ nghiêm trọng. Không chỉ anh mà nhiều nghệ sĩ khác từng là nạn nhân của ứng dụng này. Chỉ cần nhìn thấy một hình ảnh nào đó tương tự của mình hoặc nghệ sĩ khác, tôi thề sẽ truy đến cùng những người đứng sau là ai để dạy cho kẻ đó một bài học, Huỳnh Anh bức xúc. Các bạn hãy ấn nút like, chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Xin cảm ơn. Huỳnh Anh bất ngờ lên tiếng trước nghi vấn lộ ảnh nóng. Trả lời phóng viên chiều 18 tháng 7, Huỳnh Anh cho biết anh đang quay chương trình và chưa biết nói gì về những bức ảnh khỏa thân lan truyền trên mạng và được cho là của anh. Chiều 18 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh khỏa thân của một người đàn ông có nước da trắng và nụ cười tươi được cho là giống với diễn viên Huỳnh Anh. Những tài khoản đăng tải hình ảnh này khẳng định đây chính là Huỳnh Anh. Trong các bức ảnh, gương mặt người chụp và cũng là nhân vật chính không rõ ràng bị cắt gần hết mặt hoặc quá tối, nhưng khóe miệng cười tươi rói trông giống Huỳnh Anh. Hơn nữa nước da màu trắng và thân hình được cho là nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên. Chiều 18 tháng 7, phóng viên liên lạc được với Huỳnh Anh. Khi được hỏi những bức ảnh của anh hay không, nam diễn viên phản hồi ngắn gọn: tôi đang quay dở một chương trình, hiện giờ vẫn chưa xong nên chưa thể trả lời vào lúc này. Về ảnh hưởng của thông tin này đến công việc của mình, Huỳnh Anh nói: tôi chưa biết trả lời như thế nào. Đây là vụ lùm xùm thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần về nam diễn viên cả một đời ân oán. Cách đây ít ngày, anh mới trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi bị diễn viên đàn chị Việt Hương công khai tố cáo bỏ quay, làm 100 người phải chờ đợi và gọi 78 cuộc điện thoại không nhấc máy. Vụ việc này khiến hình ảnh của Huỳnh Anh xấu đi trong mắt công chúng. Nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi qua tài khoản cá nhân, nhưng nhà sản xuất chương trình tuyên bố không tha thứ và sẽ không làm việc với Huỳnh Anh trong tương lai. Huỳnh Anh sinh năm 1992, là diễn viên kiêm ca sĩ, sinh ra ở Hà Nội. Hiện anh sống và hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Với ngoại hình hot boy, Huỳnh Anh đến với showbiz thông qua công việc người mẫu ảnh, diễn viên, ca sĩ. Anh từng đóng các phim như Bi, Đừng Sợ, Bộ Tứ 10A8, Trái Tim Kiêu Hãnh, Cầu Vồng Tình Yêu Dành Cho Tháng 6, Thiên Sứ 99. Và mới nhất là Cả Một Đời Ân Oán. Các bạn hãy ấn nút like, chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Xin cảm ơn.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.